Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Ban chấp hành Trung ương Đảng không tính, Chính phủ không biết tính. Hai đại biểu của dân chúng Bến Tre và Cà Mau tại Quốc hội Việt Nam vừa lên tiếng về thực trạng di dân lũ lượt rất díu nhau rời bỏ các đô thị, trung tâm công nghiệp để đổ về quê nhà. Cả hai ông Đặng Thuần Phong, đại biểu của Bến Tre, đồng thời là Phó chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Việt Nam và ông Phạm Văn Hòa, đại biểu của Đồng Tháp, cùng thú nhận rằng họ bị những thông tin, hình ảnh ấy ám ảnh và cảm thấy đau lòng. Cả hai cũng là những người đầu tiên xác nhận cả chính phủ lẫn chính quyền của các tỉnh, thành phố không dự đoán được tình huống này nên đã bị lúng túng, bị động. Cuối cùng, mỗi nơi hành xử một kiểu và nạn nhân là người dân Việt Nam đã phải lãnh đủ. Đây là hình ảnh ông Đặng Thuần Phong, đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre, Phó chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Quốc phòng. Theo ông Phong, thảm trạng mà người Việt Nam buộc phải chứng kiến suốt những tuần vừa qua nằm ngoài mọi kịch bản, dự tính của chính phủ và các tỉnh, các thành phố. Ông Phong phân trần, không chỉ chính quyền các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long không thể hình dung về một đợt di dân lớn như thế vì nó diễn ra quá bất ngờ nên chính phủ cũng không thể lường về kịch bản như vậy. Chưa kể, toàn bộ nguồn lực dự kiến ban đầu cho việc này gần như đã cạn kiệt, các tỉnh không còn tiền để xử lý các vấn đề với quy mô lớn như thế. Đây cũng chính là lý do, thêm một lần nữa, không chỉ dân chúng mà những cá nhân lãnh đạo của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam cần phải tìm ra câu trả lời cho câu hỏi rằng Thủ tướng để làm gì và Chính phủ để làm gì nếu họ không biết tính. Giống như nhiều người Việt Nam đã từng liên tục thắc mắc về chủ trương chỉ đạo của Thủ tướng, của Chính phủ trong việc ngăn ngừa đại dịch Covid-19. Nhà văn Nguyễn Quang Vinh cũng vừa đưa lên trang Facebook cá nhân một thống kê mà ông đặt tên là Tôi làm nhà, tôi nghe. Ông chia sẻ, thời gian đầu có dịch phát hiện một F0, ngay tức thì báo chí đạp lên đầu nhau, đưa tin. Xong căn cứ vào các địa điểm F0, thành thật khai báo để bảo vệ cộng đồng tránh lây nhiễm, báo chí lại xô vào các địa điểm đó, mô tả và tiếp tục mô tả. Dân mạng căn cứ vào mô tả của báo chí thì bắt đầu đoán mò, đoán non và quy kết đạo đức, mắng mỏ, phẩm chất, vân vân. Đây là hình ảnh lực lượng chức năng truy đuổi và truy vây bắt một người đàn ông F0 trốn ở khu cách ly giữa đêm ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Cả xóm cả phường nhìn nhà có F0 bằng 1/4 con mắt khinh bỉ, xong tới truy vết F1, âm âm còi hú, âm âm tiếng bước chân chạy, âm âm tiếng mắng mỏ, tưởng như đang truy bắt tên gián điệp mới từ trên trời rơi xuống, lôi xách kéo tống lên xe. Các nhà chuyên môn y tế và các chuyên gia có lương tâm viết nói ngửa mặt kêu trời, đừng như thế. Cần phải bảo vệ thân nhân những người ta, hãy bình tĩnh, xin đừng coi F0, F1 như đối tượng tội phạm. Đừng và đừng, nhưng trên trời, mây vẫn xanh, gió vẫn thổi, chẳng ai nghe cả. Khi dịch bắt đầu bùng phát ra, các địa phương náo nức đi bắt F0, tóm F1, F2, thậm chí F3, cách ly triệt để. Rồi âm âm cách ly tập trung vào hết. Có chỗ cách ly tốt còn ok, nhiều chỗ nhét cả chục người, vài chục người vào một phòng bé tí, quây lấy nhau, quấn lấy nhau, xoắn lên nhau cũng ầm ầm. Coi như đó lại là thành tích, coi đó là năng lực, coi đó là cách chống dịch tài tình. Các nhà chuyên môn y tế và các chuyên gia có lương tâm viết nói ngửa mặt kêu trời, đừng như thế, đừng cách ly tập trung ào ào như thế, cần chọn nơi cách ly có giãn cách, có đủ điều kiện, đừng gom đống vào như thế, càng nguy hiểm càng dễ lây chéo, nhưng trên trời mây vẫn xanh, gió vẫn thổi, cũng tiếp tục chẳng ai lắng nghe. Rồi xét nghiệm lệnh ban ra hòa tốc chọc mũi tiếp, phường xã nào cũng phải thành pháo đài để chọc mũi. 100% các nhà chuyên môn y tế và các chuyên gia có lương tâm đã viết và kêu trời, đừng làm như vậy, chọc tràn lan như thế không tác dụng gì cả, chỉ tập trung vào ổ dịch, tập trung vào điểm nóng, chỉ xét nghiệm đại diện một gia đình, đại diện điểm thôi, đừng làm như vậy rất tốn kém mà lại không hiệu quả. Nhưng trên trời vẫn xanh, gió vẫn thổi và cũng chẳng ai tiếp tục nghe. Đây là hình ảnh chọc mũi là một nguồn tài nguyên vô tận của đất nước. Biếm họa của La Thanh Hiền sau sự kiện Bộ Y tế phê duyệt giá xét nghiệm cao hơn hàng chục lần giá mua vào. Đây là cách kiếm tiền của các quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam giữa mùa đại dịch khi người dân đang lâm vào cảnh bần cùng. Khi dịch bùng phát dữ dội, quá nhiều ngàn F0 như ở Sài Gòn, không có chính quyền nào nghĩ tới truy vết F1 và F2. Chỉ còn F0 dồn tất cả F0 vào viện, F0 chưa phát triệu chứng gì cũng dồn đống vào bệnh viện, điều trị và tiếp tục điều trị. Người bị chuyển bệnh đã đành, điều trị cả người không có triệu chứng,
ép họ vào rồi tự khỏi đi về. Khi họ về thì nằm trong danh sách điều trị khỏi, vinh dự và lại tự hào. Các nhà chuyên môn y tế và chuyên gia lại viết rằng đừng làm như vậy, coi F0 là bệnh nhân, hãy cho những F0 chưa có triệu chứng cách ly tại nhà, theo dõi y tế tại nhà, giảm sức ép để gãy đổ hệ thống y tế, tập trung cho F0 với tỷ lệ rất thấp, có triệu chứng điều trị thôi. F0 không triệu chứng sẽ tự khỏi, tỷ lệ rất nhỏ, phát bệnh thì đi bệnh viện, đừng coi tất cả F0 là bệnh nhân. Nhưng trên trời vẫn mây xanh, gió vẫn thổi, cũng tiếp tục, nhà nước và đảng chẳng ai nghe. Sau nhiều tháng và một buổi sáng ngủ dậy, trên hỏa tốc đưa xuống, có thể cách ly F1 tại nhà, có thể cách ly F0 tại nhà, F0 không triệu chứng, không được coi là bệnh nhân, vân vân. Thế là trời vẫn xanh, gió vẫn thổi và khắp chốn đô thành đến nông thôn lại tiếp tục hỏa tốc, có thể cách ly F1 tại nhà và F0 tại nhà và F0 không triệu chứng, không được coi là bệnh nhân. Đây là hình ảnh hành trang của những người di tản trốn dịch, cả bu gà, cái chổi là những cái mắc áo, quạt điện, toàn những thứ không có nhiều giá trị trên chiếc xe máy cà tàng mà đi cả ngàn km. Bây giờ người dân đã bỏ phố về quê, các địa phương bắt đầu về cách ly và tiếp tục cách ly. Một mũi, hai mũi hoặc ba mũi cách ly hết. Cách ly xong, quá đông, quá tải thì lại hỏa tốc, dừng về bà con, đừng về quê hương nữa. Và loại công văn hỏa tốc gửi đi gửi lại các nơi, đại khái chống dịch tại Việt Nam là như vậy đấy. Và cho đến bây giờ, người Việt Nam nào cũng có cảm nhận rằng hậu quả của ông chuyện Thủ tướng Chính phủ không biết tính là gì. Khi cả Thủ tướng lẫn Chính phủ đã thiếu kiến thức lại còn tự mãn đến mức trở thành độc đoán, luẩn quẩn với sai, sửa, sửa lại sai tiếp. Trong quản trị điều hành, lúc quốc gia đối diện với đại dịch thì xã hội tất nhiên phải hỗn loạn. Kinh tế tất nhiên phải sụp đổ. Mỗi cá nhân, từng gia đình đều phải tự trả giá đắt cả hiện tại lẫn tương lai. Thậm chí đã có khoảng trên 20.000 người Việt Nam phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Tuy nhiên, đây chỉ là con số thống kê trên lý thuyết, thực tế có thể cao hơn gấp nhiều lần. Thủ tướng cũng nói như thế, chính phủ cũng như thế, nên chuyện báo điện tử của chính phủ cũng bi bô nhiều kỳ về COVID-19, những quyết định mang tầm chiến lược vì tính mạng và sức khỏe của người dân, để tiếp tục họ ca ngợi Thủ tướng và chính phủ đã đáp ứng một cách linh hoạt với dịch cúm COVID lần thứ tư, xoay chuyển được tình thế, hoặc một số cơ quan truyền thông chính thức khác lại ca ngợi chính phủ giỏi chống dịch. Đây là những bài ca muôn thuở của ban tuyên giáo của đảng, mà người dân chẳng có ích lợi gì. Đây là hình ảnh mãi đến 11 giờ đêm rạng sáng ngày 7 tháng 10, thì hầm đèo Hải Vân mới được mở sau nhiều ngày mưa gió tơi bời và người dân phải tự giúp nhau vượt đèo hết sức nguy hiểm, cùng trẻ con và phụ nữ mang thai. Chẳng có gì để hy vọng khi ông Tổng Bí Thư và Ban chấp hành Trung ương Đảng cùng nói một giọng, toàn hệ thống chính trị đã chủ động tích cực vào cuộc và kế thừa phát huy những thành tựu đã đạt được, rồi khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và phải bình tĩnh. Và đấy vẫn là những bài ca muôn thuở của Đảng và Chính phủ luôn dành cho những người dân đói khổ này. Qua Hội nghị Trung ương 4 vừa kết thúc, toàn bộ Ban chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ này chỉ đòi buộc toàn Đảng, toàn dân và hệ thống chính trị phải bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, không được phụ họa với sai trái lệch lạc và không hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao, vân vân. Và họ chỉ chăm chú chỉnh đốn đảng của họ mà thôi, người dân đã bị bỏ rơi từ lâu. Thành ra Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng không bận tâm về công tác phòng chống COVID-19 đến nơi đến chốn, và chính phủ và đảng cũng như vậy. Nếu xem những thông tin liên quan đến khai mạc và diễn biến và bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ tư thì chúng ta sẽ thấy rất rõ điều đó. Và từ ông Tổng Bí Thư đến các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng chỉ quan tâm đến một chuyện là làm sao để đảng vẫn nhất thống giang hồ, muôn năm trường vị, vậy mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng 10 năm 2021 với bản tin Ban chấp hành Trung ương Đảng không tính, chính phủ cũng không biết tính. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.